Xin chào. Trong video này bạn sẽ học cách tăng cường bảo vệ ví của mình trên nền tảng Global Unit Pay. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình và vào phần cài đặt. Bây giờ hãy mở tab Security, tức là bảo mật. Tại đây bạn có thể thay đổi mật khẩu, số điện thoại di động và email của mình. Bây giờ chúng ta quan tâm đến khả năng kết nối bảo vệ hai lớp thông qua ứng dụng Google Authenticator. Xin lưu ý rằng ở đây chúng ta đang bật chức năng bảo vệ hai lớp qua email. Hãy nhấp vào nút màu xanh lá cây và trong cửa sổ mở ra hãy nhấp lại vào nút này một lần nữa để gửi một mã đến email của bạn. Hãy mở email ra và sao chép đoạn mã để xác nhận. Nếu bạn không tìm thấy thư từ hệ thống Global Unit Pay trong email, hãy kiểm tra thư mục thư rác. Hãy dán mã xác nhận vào trường để nhập. Trong cửa sổ mới, bạn cần quét mã QR bằng một ứng dụng chuyên dụng được gọi là Google Authenticator. Bạn có thể tải ứng dụng này xuống từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của mình. Các đường link liên kết để tải ứng dụng xuống cũng sẽ có trong phần mô tả ở bên dưới video này. Hãy mở ứng dụng và nhập vào quét mã QR, hãy hướng camera smartphone của bạn vào màn hình máy tính, sao cho mã QR nằm ở chính giữa. Ứng dụng này sẽ tự động quét mã, tạo liên kết đến tài khoản của bạn trên nền tảng Global Unit Pay. Bây giờ bạn cần nhập mã xác nhận do ứng dụng trên điện thoại của bạn tạo ra vào trường nhập mã trên trang web. Xin lưu ý rằng mã xác nhận này liên tục được cập nhật và hãy theo dõi để đảm bảo bạn nhập mã này trước khi nó được cập nhật. Nếu bạn không kịp thì hãy nhập mã mới vào. Thật tuyệt vời, ví của bạn bây giờ đã được bảo vệ và mỗi khi bạn gửi tiền, bạn sẽ cần nhập mã xác nhận được tạo mới trong ứng dụng Google Authenticator.